Ở video thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Đối với mỗi một thì chúng ta sẽ thường có 3 loại câu, đó là câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với phần 2, Structures and Examples, cấu trúc và ví dụ của thì quá khứ đơn. Và loại câu thứ nhất, 2.1, câu khẳng định. Ở phần cấu trúc của câu khẳng định, chúng mình sẽ chia làm hai loại, đó là động từ to be và động từ thường. Đối với động từ to be, cấu trúc của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với was hoặc là were cộng với tân ngữ. Chủ ngữ thì có thể là I, he, she, it. Đây là chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ cộng với was. Và đối với các chủ ngữ số nhiều, ví dụ là we, you, they, chúng ta sẽ cộng với cả were. Còn trong trường hợp động từ thường thì cấu trúc của thì quá khứ đơn sẽ là chủ ngữ cộng với động từ quá khứ và cộng với tân ngữ. Động từ quá khứ thì chúng mình vừa mới học ở video thứ nhất là gồm có hai loại, đó là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn thì mình sẽ cho các bạn một số ví dụ. Đối với động từ to be, mình có hai ví dụ như sau. Ví dụ 1. My computer was broken yesterday. Câu này có nghĩa là máy tính của tôi đã bị hỏng vào ngày hôm qua. Và vì my computer là chủ ngữ số ít, cho nên động từ to be mà chúng mình sử dụng sẽ là was. Và câu thứ hai, they were in Paris on their summer holiday last year. Họ đã ở Paris vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Họ là chủ ngữ số nhiều, cho nên động từ to be sẽ là were. Đối với trường hợp động từ thường, mình cũng sẽ cho các bạn hai ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, she watched this film yesterday. Câu này có nghĩa là cô ấy đã xem bộ phim này vào ngày hôm qua. Watch. Watch ở đây chính là động từ xem và đây là động từ có quy tắc, cho nên chúng mình sẽ chỉ cần thêm ed vào đuôi động từ. Còn câu thứ hai, I went to sleep at 11 p.m. last night. Có nghĩa là tôi đã đi ngủ vào lúc 11 giờ tối hôm qua. Và chữ went ở đây xuất phát từ động từ nguyên gốc là go. Và đây go là một động từ bất quy tắc, cho nên khi chuyển về dạng quá khứ, go sẽ chuyển thành went. Vừa rồi là về câu khẳng định, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về câu phủ định. Ở phần câu phủ định, chúng mình cũng chia ra làm hai loại động từ, đó là động từ to be và động từ thường. Đối với động từ to be, cấu trúc vẫn như câu khẳng định, tuy nhiên chúng ta sẽ thêm chữ not ở đằng sau động từ to be, đó là chủ ngữ cộng với was hoặc là were not cộng với tân ngữ. Còn đối với động từ thường thì cấu trúc của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với did not cộng với động từ nguyên thể và cộng với tân ngữ. Động từ nguyên thể có nghĩa là động từ gốc và không biến đổi gì hết. Và ở trên này chúng mình có ghi kèm những cách viết tắt của các động từ was not, were not and did not. Và sau đây mình sẽ cho các bạn những ví dụ của câu phủ định. Đối với trường hợp động từ to be, mình có ví dụ như sau. He wasn't very happy last night because of having lost money. Nghĩa là tối qua anh ấy không vui vì bị mất tiền. Và ví dụ thứ hai, we wasn't at home yesterday. Hôm qua chúng tôi không ở nhà. Đối với động từ thường, mình sẽ có các ví dụ như sau. 1. He didn't play football last Sunday. Câu này có nghĩa là anh ấy đã không chơi bóng đá vào chủ nhật tuần trước. Và câu 2, we didn't see him at the cinema last night. Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim tối hôm qua. Và cấu trúc của câu phủ định đúng như là mình đã giới thiệu, đó là did not cộng với động từ nguyên gốc. Các bạn có thể thấy hai động từ ở đây, đó là play ở câu thứ nhất và see ở câu thứ hai. Chúng mình để dạng động từ gốc và không biến đổi động từ. Thay vào đó chúng mình sẽ thêm chữ did not hay viết tắt là didn't ở phía trước. Và loại câu cuối cùng đó chính là câu hỏi. Đối với cấu trúc của câu hỏi, chúng mình vẫn chia ra làm hai loại động từ. Với trường hợp thứ nhất đó là động từ to be, cấu trúc của câu hỏi sẽ là was hoặc là were cộng với chủ ngữ tương ứng cộng với tân ngữ. Và câu trả lời cũng có hai cách trả lời tùy thuộc vào chủ ngữ. Đó là yes, chủ ngữ ngôi số ít cộng với was, hoặc là no, chủ ngữ ngôi số ít cộng với wasn't.
Và trường hợp thứ hai đó là yes, chủ ngữ số nhiều cộng với were, hoặc là no, chủ ngữ số nhiều, ví dụ như we, you, they cộng với wasn't. Đối với động từ thường, cấu trúc của câu hỏi thì quá khứ đơn như sau. Đứt cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể cộng với tân ngữ. Và câu trả lời sẽ là yes, I, he, she, they, you, we, did. Hoặc là no, chủ ngữ cộng với didn't. Chúng mình sẽ đến với phần ví dụ để có thể nắm được rõ hơn về loại câu này. Đối với động từ to be, mình sẽ đưa ra ví dụ như sau. Ví dụ 1. Was she tired of hearing her customers' complaint yesterday? Câu này có nghĩa là cô ấy có bị mệt vì nghe khách hàng than phiền vào ngày hôm qua không? Và câu trả lời có thể là yes, she was, nghĩa là cô ấy có, hoặc là no, she wasn't, nghĩa là cô ấy không. Sau đây mình sẽ lấy một ví dụ cho câu hỏi của động từ thường. Ví dụ của mình như sau. Did you visit Hà Nội Museum with your class last weekend? Câu này có nghĩa là bạn có đi thăm bảo tàng Hà Nội với lớp của bạn cuối tuần trước hay không? Như các bạn có thể thấy, cấu trúc ở đây, chúng mình đã đảo chữ did lên đằng trước chủ ngữ và động từ ở phía sau giữ nguyên, không thay đổi. Và câu trả lời có thể là yes, I did. Nghĩa là mình có đi, hoặc là no, I didn't, nghĩa là mình không đi. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần 3, đó chính là usage, có nghĩa là cách dùng của thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn có rất nhiều cách dùng, và cách dùng tiêu biểu nhất đó chính là diễn tả một sự việc xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở hiện tại. Để các bạn có thể nắm rõ hơn, thì mình sẽ có một cái biểu đồ và ví dụ như sau. Biểu đồ của mình sẽ gồm có 3 mốc thời gian. Đó là past có nghĩa là quá khứ, now là hiện tại và future là tương lai. Và hành động của mình ở trong câu đó là I saw him in the bar club at 10 p.m. yesterday. Câu này có nghĩa là tôi đã nhìn thấy anh ta trong hộp đêm lúc 10 giờ tối hôm qua. Và hành động này đã là một hành động xảy ra trong quá khứ. Và cho đến hiện tại thì nó đã kết thúc, cho nên chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Cách dùng thứ hai, thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở hiện tại. Ở trường hợp thứ nhất thì cái sự việc này xảy ra vào một thời gian nhất định, và ở trường hợp thứ hai là sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian. Và điều quan trọng đó là hành động này đã kết thúc hoàn toàn ở hiện tại, thì khi đó chúng ta sẽ được sử dụng thì quá khứ đơn. Ví dụ của mình như sau. We were in Tokyo from Monday to Friday of last week. Có nghĩa là chúng tôi đã ở Tokyo từ thứ 2 đến thứ 6 tuần trước. Từ thứ 2 đến thứ 6 đó là một khoảng thời gian. Tuy nhiên khoảng thời gian này đã diễn ra hành động và cũng đã kết thúc cái hành động đó, cho nên mình sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Cách dùng thứ ba, thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một sự việc lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Mình có ví dụ như sau. When I was young, I often played guitar. Câu này có nghĩa là khi tôi còn trẻ thì tôi thường chơi đàn guitar. Vậy thì bạn này đã từng chơi đàn guitar trong quá khứ, tuy nhiên bây giờ không chơi nữa, do đó chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Và ví dụ thứ hai. When I lived there, I usually cleaned the house carefully. Khi tôi sống ở đây thì tôi thường xuyên dọn dẹp căn nhà một cách cẩn thận. Câu này có nghĩa là khi bạn này bạn ý sống ở ngôi nhà đó vào hồi xưa thì bạn ấy rất hay dọn dẹp ngôi nhà. Thế nhưng mà bây giờ thì bạn ý đã không còn sống ở ngôi nhà đó nữa. Cách dùng thứ tư như sau. Thì quá khứ đơn diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ. Ví dụ của mình đó là she came home, switched on the computer and checked her emails. Các hành động ở đây xảy ra liên tục đồng thời ở trong quá khứ. Như các bạn có thể thấy đó là hành động gì? Came home, switched on the computer và checked emails. Có nghĩa là cô ấy về nhà khởi động máy tính và kiểm tra hộp thư điện tử của mình.
Và ở đây thì cả ba động từ này mình đều dùng thì quá khứ đơn, vì đây là hành động đã xảy ra trong quá khứ. Đối với trường hợp thứ năm, đó chính là diễn tả một hành động chen ngang vào hành động khác đang xảy ra trong quá khứ. Ở loại này thì chúng ta sẽ kết hợp giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Mình sẽ diễn tả cho các bạn một ví dụ như sau. While I was reading, my dad called me. Vậy là có một hành động đang diễn ra ở trong quá khứ. Hành động đó là gì? Đó là tôi đang đọc sách. I was reading book. Và ở câu này mình sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Và hành động khác chen ngang vào trong lúc mà mình đang đọc sách đó là my dad called me, có nghĩa là bố tôi gọi cho tôi. Và cái hành động chen ngang này chúng ta sẽ sử dụng ở thì quá khứ đơn. Và cách dùng cuối cùng của thì quá khứ đơn đó chính là sử dụng trong câu điều kiện loại 2. Mình có ví dụ như sau. If I had a million dollars, I would buy that villa. Nếu tôi có 1 triệu đô thì tôi sẽ mua cái biệt thự đó. Câu điều kiện loại 2 đó là câu điều kiện không có thật trong hiện tại. Và chúng ta sẽ sử dụng như sau, đó là ở phần đằng sau if thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Và vế còn lại chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc chủ ngữ cộng với would cộng với động từ. Giống như ở ví dụ. Và cuối cùng đó chính là signals, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn sẽ có những cái từ ngữ để các bạn có thể hiểu được, các bạn có thể nắm bắt được ngay, đó chính là khi chúng ta phải sử dụng thì này. Và các cái dấu hiệu đó như sau. Khi mà trong câu có các từ như yesterday, ago, last week, last year, last month, hoặc là in the past, the day before, thì chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Như các bạn có thể biết thì yesterday là hôm qua, last week, last year, last month là tuần trước, năm trước, tháng trước. In the past là trong quá khứ, the day before cũng là ngày trước đó. Đây là các từ mà các bạn rất hay gặp ở trong các câu khi mà người ta có dạng bài tập đó là chia động từ. Thì khi các bạn nhìn thấy những từ này thì các bạn hãy cân nhắc việc sử dụng thì quá khứ đơn. Và dấu hiệu nhận biết thứ hai đó chính là trong câu có các từ chỉ khoảng thời gian đã qua trong ngày. Ví dụ như là today, this morning hoặc là this afternoon. Và ngoài ra thì dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn còn có sau as if, as though, có nghĩa là như thể là, hoặc là it's time, đã đến lúc, if only, wish, ước gì, hoặc là would sooner, hoặc là rather, thích hơn, thì chúng ta cũng sẽ thử sử dụng thì quá khứ đơn trong những trường hợp này. Mình có ở đây 3 ví dụ cho các bạn. Ví dụ 1. Yesterday morning, Tom got up early. Then he ate breakfast and went to school. Câu này có nghĩa là sáng hôm qua Tom dậy trễ, sau đó cậu ấy ăn sáng và đến trường. Thì dấu hiệu nhận biết của chúng ta ở đây đó chính là yesterday morning. Từ yesterday là hôm qua và morning là buổi sáng. Ví dụ thứ hai. Tom lived in Vietnam for 6 years. Now he lives in Paris. Tom đã sống ở Việt Nam trong khoảng 6 năm và bây giờ cậu ấy sống ở Paris. Và ví dụ cuối cùng. The plane took off 2 hours ago. Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ. 2 hours ago có nghĩa là 2 giờ trước. Và chúng ta chia thì quá khứ đơn ở đây đó là took off. Và took off có nghĩa là cất cánh. Ngoài ra thì các bạn hãy chú ý đến các từ chỉ thời gian quá khứ khác và ngữ cảnh của câu nói. Ví dụ như sau. I was in England from March to April. Tôi đã ở Anh từ tháng 3 đến tháng 4. Hoặc một ví dụ khác. I was in England for a month. Tôi đã ở Anh trong 1 tháng. Vừa rồi là tất cả những gì chúng ta cần biết về thì quá khứ đơn. Các bạn đừng quên làm phần bài tập ở phía dưới để có thể ôn tập cũng như là hiểu rõ hơn về những gì mà chúng mình đã học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.